Rồi. Chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục thì làm cái clip. Mình ở đây trên núi Chỉ Vi Ba thì mình là khách quen nha. Rồi, ngồi xuống đi con. Ngồi xuống, ngồi nhẹ nhẹ xuống đó. Rồi sau lưng nữa kìa. Sau lưng nữa. Đó. Nhẹ nhẹ đó Kiến ơi. Con cử động nhẹ nhẹ thôi. Con lại con lấy miếng đậu nữa cho tụi nó ăn. Con ở đây đi mà lại mà lấy cho. Giờ tới giờ lui hoài á. Từ từ khỏi chạy mất tiêu. Con có
Rồi mấy mẹ con bên kia nữa kìa. Cứ kể mỗi người cho một sao. Rồi vô cho nó ăn đi. Từ từ nhẹ nhẹ từ từ. Con ngồi luôn. Con ngồi luôn, ngồi bên hông nè, ngồi bên hông nè. Ờ, đó. Ngồi xích lên. Ngồi xích lên. Trời. Để ra cứ ngồi xuống con, sao đâu. Cho con này nè, cho con bự nè. Chứ tới chút con, ngay tầm tay của nó thì mới được. Sao đưa cái chạy ra, đưa cái chạy ra chi vậy? Đưa cho nó luôn, đưa tới gần chút rồi. Sao vậy? Sao coi giật, coi giật cho con. Đưa lại nó đi, sao đâu. Trời ơi, đường cái chạy ra, đường cái chạy ra. Phê bị dế mọi người. Rồi đưa đi. Chọc nó chi. Chị hai đi. Xuống lấy đi con, trai bạn trai. Ở xong rồi đó hả? Thôi để chị hai đi. Quay mặt qua đây vô gần vô. Rồi, đi đâu hả? Ta nữa. Vô cho nó ăn đi. Con ăn. Đâu? Rồi vô cho nó ăn đi. Sao con bỏ túi á? Rồi. Rồi đó. Rồi ok. Cho nó đi, cho nó đi. Xích lại đẳng, xích nữa. Gần chút xíu nữa. Đưa thẳng tay ra. Ừ đó. Trời ơi, vậy không nhìn thấy gì á. Con lui lại chút nữa, con lui lại chút nữa. Kia không ăn được đâu, con này ngồi đây rồi sao con kia ăn được. Nó giành ăn với nhau làm sao. Rồi đó, đưa đi. Con này ăn nha mọi người. Ờ đó. Còn nữa không? Còn dưới chân luôn này nè. Bánh con. Hello. Sao con ăn ít vậy? Thì con có đậu phộng đâu, mẹ đâu có đâu nữa. Sợ gì, cho nó ăn từ từ đó. Ừ đó, rồi cho nó ăn, đừng nhìn nó cũng được nữa. T
từ từ, đang ăn từ từ, đưa nhiều quá sao sao nó ăn kịp. Nói gì nữa không? Hello, how are you? Ôi trời. Bạn này dễ thương nha. Vuốt được không? Vuốt cái bỏ chạy hả? Đó, coi chừng. Vuốt cái nữa không? Mình thương, mình đựng thôi, đâu có làm cái gì đâu. Không được, không được, nó sợ, nó bỏ chạy. Con có lợi cho nó ăn không? Ừ, đó, vậy đi. Chú em nói chuyện gì từ chú em, chú ăn á. Không biết. Đâu rồi? Kìa, hai mẹ con kia nữa kìa. Đây, đây, đây. Hộp mà thì ớt đây mình sẽ cho nó ăn thoải mái nha mọi người. Rồi đây nghe chị kìa. Bạn con kêu hả? Bạn bãi sợ lắm mọi người. Con tốt nha. Trả tuần.